It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever. em khoác lên chiếc váy cô dâu,
Em sẽ là người đẹp nhất, sẽ là vợ của anh mãi mãi. Em chẳng phải là người đầu tiên, nhưng em sẽ là người cuối cùng. Đôi ta đã nhiều lần cãi vã, nhưng rồi cũng chẳng buông tay ra. Bởi vì anh và em hiểu là hạnh phúc do hai ta nắm giữ mà. Bên bờ hạnh phúc đang ở quanh đây, anh và em sẽ đến đó ngay. Tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay, sẽ mãi như vậy. Ngày mai sẽ là ngày mà hai chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mái nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống to hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã cho em về với anh. Và anh sẽ hứa là không để em phải khóc đau em yêu anh. Mọi lo toan buồn phiền, người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau. Ngày mai sẽ là ngày em làm cô dâu. Bởi vì anh và em hiểu là hạnh phúc do hai ta nắm giữ mà. Bên bờ hạnh phúc đang ở quanh đây, anh và em sẽ đến đó ngay. Tình yêu anh sẽ chẳng đổi thay, sẽ mãi như vậy. Ngày mai sẽ là ngày mà hai chúng ta sẽ chẳng cách xa. Mình về chung mái nhà, ta cũng hứa rằng sẽ yêu nhau đến già. Ngày mai sẽ là một ngày có em bên cạnh anh từng phút từng giây. Ngày mai sẽ là ngày ngập tràn yêu thương thì sống to hóa tâm thương. Ngày vui chúng ta, ngày mẹ cha đã cho em về với anh. Và anh sẽ hứa là không để em phải không đâu em yêu anh. Mọi lo toan buồn phiền, người hãy để anh gánh vác lên đôi vai này. Ngày mai sẽ là ngày mình được bên nhau. Ngày mai sẽ là ngày em làm cô dâu. Thank you.
ta còn hướng về vùng Kinh Bắc Bắc Ninh, nơi có con sông Cầu, nước chảy lơ thơ, có núi Thiên Thai, có chùa Phật Tích. Có những người con trai con gái họ trọng nhau về nghĩa, mến nhau về tài, xe nhau điệu hát câu ca. Và để rồi ai xa ai gần cũng phải đem lòng sao xuyến. Và tiếp anh chị người nghệ sĩ Thu Hằng xin gửi tới quý vị một làn điệu dân ca quan họ về Kinh Bắc, và xin mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức. Kinh Bắc quê em,
sớm, không buồn đâu, không buồn nắng. Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Vì dung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy một người dần gầy. Ôi em đã đây những giờ mây một núi mang miếng đã trả mi. Ai yêu tự do yêu đường xanh thì lên núi nghe đã trả mi. Tôi yêu trả mi không còn buồn đơn, không còn buồn, không còn vui. Tôi yêu trả mi chẳng thấy đau lòng một giấc mơ.
em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Oh,
nhiều. Hôm nay đây, không những nhà gái của chúng tôi vui mừng đón quý đại biểu quan khách cũng như gia đình nhà trai mời chầu và chung nước và cùng hướng mắt về sân khấu và được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho bên gia đình nhà trai và sẽ cùng trở ra phía sân khấu để có đôi lời phát biểu cũng như là lời có lẽ bạn hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho bên gia đình nhà trai. Vâng, kính thưa tất cả các cụ, kính thưa tất cả các ông, các bà cùng các vị quý khách gần xa có mặt trong ngày đại lễ hạnh phúc của hai con, hai cháu chúng tôi. Kính thưa các cụ, các bà, trong ngày đại lễ hạnh phúc này, cho phép tôi được lời đầu, có lời đầu gửi lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất của quan viên họ nhà trai tới tất cả các cụ, các bà, tất cả các vị khách quý có mặt trong ngày đại lễ hạnh phúc của hai con, hai cháu chúng tôi. Lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, kính thưa công bà, kính thưa các vị quý khách gần xa, hai con hai cháu của tôi trong quá trình học tập và công tác đã gặp gỡ nhau và kết bạn với nhau, và cũng trải qua năm tháng, tình cảm ấy đã được nuôi dưỡng và trưởng thành, được công tư bảo nghiệp xuất riêng, được hai cơ quan đoàn thể ủng hộ và được hai gia đình hỗ trợ. Hai con hai cháu của tôi đã có nguyện vọng xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Hai con hai cháu đã báo cáo hai bên gia đình. Hai bên gia đình chúng tôi đã thống nhất và tiến hành một số các nghi lễ, một số các thủ tục và tiến tới nghi lễ ngày hôm nay. Hôm nay hai gia đình chúng tôi đã thống nhất cao và tổ chức lễ hỏi của cháu Tuấn với cháu Trang. Cho nên quan viên gia đình họ nhà trai chúng tôi hôm nay có như vậy bố trí các trác lễ vật bao gồm lễ hỏi và lễ dẫn cưới. Kính tới các cụ, kính tới các ông các bà quan viên họ nhà gái, rất mong các cụ công bà chấp nhận các phần nội dung của lễ hỏi và lễ dẫn cưới ngày hôm nay, và cũng nhờ các cụ công bà dâng lên tổ đường gia đình nhà trang để bề trên chứng giám và phù hộ độ trì cho hạnh phúc của hai con, hai cháu của hai gia đình chúng ta. Trong quá trình mặc dù có sự thống nhất cao, song cũng có thể một điều gì đó, một sơ suất, thì cũng rất mong quan viên họ nhà gái chấp thuận để cho hạnh phúc của hai con, hai cháu, hai gia đình chúng ta được trọn vẹn như sự mong muốn của các cụ công bà. Rất mong các cụ công bà chấp thuận cho. Và cuối cùng không biết nói hơn, một lần nữa tôi xin được cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các cụ công của bà, các vị khách quý có mặt hiện diện trong ngày đại lễ hạnh phúc của hai con chúng tôi có một sức khỏe dồi dào và tiếp tục đồng hành ủng hộ hai con hai cháu của hai gia đình chúng ta đến với bến bờ hạnh phúc. Tôi trân trọng cảm ơn. Đây chung vui cũng như là chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho con cháu mình trong ngày cưới hôm nay, cũng như là ăn hỏi của hai con cháu mình trong ngày cưới hôm nay. Hơn thế nữa là bác cảm ơn tới tấm lòng thịnh tình của các cụ, các bà, cô dì chú bác đại diện cho bên gia đình nhà gái đã đón tiếp kinh biểu cũng như hòa tộc bên gia đình trai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phái đoàn hòa tộc gia đình trai cùng chung vui ở đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cha năm cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và cuối cùng thì bác có cơ chầu xính lễ, xin được làm lễ ăn hỏi trong buổi sáng nay. Xin quý đại biểu cũng như đại diện cho bên gia đình gái chấp nhận lễ ăn hỏi của bên gia đình trai chúng phái đoàn hòa tộc gia đình trai chuẩn bị cũng như là mang về đây. Và giờ đây thì được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho bên gia đình nhà gái, bác sẽ trở lên phía sân khấu để có đôi lời phát biểu cũng như là lời cảm ơn trân trọng được kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các quý ông, quý bà, cô dì chú bác, họ hàng của hai gia đình và bạn bè của hai cháu. Cháu Trang và cháu Tuấn đã có một thời gian dài quen nhau. Chính từ cái quen nhau đó, hai cháu đã có nhiều tâm đồng ý hợp, được sự vun đắp của hai gia đình, hai cơ quan. Hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm Tân Sửu, tức ngày mùng 3 tháng 4 năm 2001, được sự thống nhất của hai gia đình, họ nhà trai tổ chức lễ ăn hỏi, trình bày với quan viên họ nhà gái và họ hàng của hai gia đình.
đại diện cho họ nhà trai. Trước hết tôi xin trân trọng giới thiệu về dự lễ ăn hỏi hôm nay về phía họ gia đình nhà gái chúng tôi. Người đầu tiên là cụ Nguyễn Lập Thoa, là ông nội của cháu, năm nay 90 tuổi. Tiếp đó là các ông Gấm là ông bác của cháu, ông một số ông và các cô dì chú bác nội ngoại đều có mặt tại đây. Với tư cách đại diện họ nhà trai, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị mời trầu, mời nước, hút thuốc để chúc phúc cho hai cháu. Qua cái lời trình bày của họ nhà trai thì lễ ăn hỏi đã được tiến hành nghi thức. Đại diện cho họ nhà gái, tôi xin tiếp nhận lễ vật và cũng mong rằng xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu là điều mà gia đình của hai bên đều mong muốn. Sau đây tôi xin kính chúc quý vị cùng toàn thể mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho bên gia đình nhà gái. Bắt cùng trở về đây có đôi lời phát biểu cảm ơn tới tấm lòng thị tình của quý đại biểu quan khách đã bất chút thời gian của mình để cùng trở về đây chung vui cũng như là chứng kiến buổi lễ ăn hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Hơn thế nữa là cảm ơn tới quý đại biểu đại diện cho bên gia đình nhà trai, không quản đường xa xa xôi, thời tiết thì hôm nay rất là mưa và lạnh, cho nên là cảm ơn tới các cụ, ông cụ bà, cô dì chú bác đại diện cho bên gia đình nhà trai trở về đây để cùng chung vui với cô dâu và chú rể. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast,
Xin luôn trân trọng và kính mến. Vừa giờ đây thì chúng ta được chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể, cũng là chứng kiến nghi thức làm lễ hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Đã được hai bên gia đình cũng như toàn thể quý vị đại biểu chúng ta cùng cổ vũ cũng như là chúc mừng cho hai em của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi bên gia đình nhà gái của chúng tôi làm lễ và thắp hương ở phía trong nhà, thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta tự nhiên mời chầu cũng như là mời nước để cùng hướng mắt về sân khấu đón nghe chào văn nghệ chúc mừng. Trân trọng được kính mời quý vị cùng toàn thể khách thăm. Mọi thủ tục nghi lễ đã được mọi nhà gái chấp nhận, hai bên gia đình đã thảo luận bàn bạc. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng toàn thể mọi người bớt chút thời gian ở lại cùng gia đình nhà gái để uống cốc rượu chúc phúc cho hai cháu. Một lần nữa xin trân trọng kính mời. Tìm trong ta lời nói, một tiếng nói ân tình. Tìm trong bao dòng bạc, điều hát đây chúng sinh. Tiếng hát với nụ cười đang gọi mùa xuân tới. Say say đã lại nói cho chúng ta.
lúc kia chú đưa. Nên hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Sau khi chung đến nay ta không đón tương lai, và cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Cô lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù ta có dù mùa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lan trên xe nắng lạnh. Như lời nữa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Chẳng cùng em được chuyện gần xa, nhưng ngày nào biết câu hát về người ta tự hơi bao đầu. Chỉ riêng cho nè chú kia tôi về với